Mấy chị đang tạo kiểu hình độc lạ Tây Nguyên, độc lạ trang phục dân tộc Nùng để biểu diễn không biết thời trang gì nhỉ? Kiểu này thì ở trên truyền hình không có. Thời trang người Nùng là chụp hình lưu niệm vậy thôi, mình cũng không biết thời trang gì. Hôm nay đèo lấy rượu thanh minh đèo Lan, nói chung là do công việc mình hơi bận đến hơi muộn, mọi người thông cảm nhá. Nói chung là bây giờ anh chị vẫn đến đây cũng khá là đông. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh em Esien, xin chào anh em Đắk Nông, xin chào anh em tất cả mọi người EK. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lễ hội thì thanh minh thì Hòa Lan thì anh chị đến đây giao lưu sau những tháng riêng đi hội rồi hết hội sau là đi công việc là về nhà ai làm công việc gia đình mình ai kinh doanh buôn bán thì hôm nay lại được cái dịp có cái lễ hội Tết Thanh Minh mình tổ chức tại đèo Hòa Lan Buôn Hồ Đắk Lắc ngay đồi thông đèo Hòa Lan. Không khí quanh năm đèo Hòa Lan này là mát lạnh, mát mẻ, ví như Đà Lạt thu nhỏ. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì thanh niên cũng không có nhiều đâu, chỉ có anh chị đến giao lưu hát xí thôi. Bây giờ mình cũng đang quay mấy cái máy. Mọi người xem những cái video tiếp theo của mình về những câu đối đáp hát xí của anh chị bằng những câu tâm sự hát xí. Thay cho lời nói chuyện bình thường thì mỗi cái dân tộc là có một cái phong tục của quán riêng cũng như là như người dân tộc Nùng này là có một cái điệu hát xi hát then chào nhau bằng cái lời hát xi kiểu như là đối đáp ấy thì mong được rất vui được mong mọi người xem ủng hộ em dân tộc Tây Nguyên nhá. Cách đây một năm thì mình cũng đã tổ chức tại đây nhưng vì năm ngoái là mình di chuyển chỗ khác để xem chỗ đó có phù hợp không nhưng cũng không phù hợp cho lắm thì năm nay mình lại quay lại đến đây. Đây là quốc lộ 14 đèo Hòa Lan Buôn Hồ Đắk Lắk. Mình sẽ quay một sơ sơ cho mọi người biết. Anh em thì ở khu vực này thì ai chắc nhiều người biết rồi. Đấy, phong cảnh quanh năm mát mẻ đồi thông ở trên đèo Hòa Lan đây. Anh em cũng anh em Đắk Nông thì đi Đắk Nông Đắk Lắk đi xe ô tô rồi này các bạn. Đi chở đi xem. Rồi bây giờ mình sẽ vào công việc chính, đi một vòng tham quan và giới thiệu cho tất cả mọi người những cái câu đối đáp hát xi của anh chị ở đây. Hôm nay thì mình cách đây 3 ngày trước thì mình cũng review trước nói chuyện về hai cái quán nước này và thứ hai ở ngay đèo Hòa Lan rồi. Thì anh chị cứ đến đây thì hàng năm cứ vào ngày thanh minh nhá. Thanh minh thì anh chị đến đây giao lưu ở đây. Em thì em là người quay phim nhưng mà thực ra là em cũng không biết hát đâu. Em chỉ biết đến đây quay để anh chị người nào hiểu thì anh chị nghe thôi nhé. Mong anh chị xem ủng hộ mình và cho mình một cái like, chia sẻ đến cái kênh miễn phí cho ủng hộ mình nhé. Cũng bây giờ cũng được 14 giờ chiều rồi. Thì anh chị cũng đang giao lưu ở đây thì càng lúc cũng càng đông. Vì quán nước miến này cũng rất là rộng các bạn ạ. Nhưng là đến đây không khí mát mẻ, trong lành. Nhất là ngày lễ hội thanh minh thì anh em đến giao lưu ở đây một ngày thì uống ly trà sữa, ly cà phê ở trên đồi ở trên này thì cũng tuyệt vời. Các bạn đừng có suy nghĩ gì nhiều nhá. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nhưng dịp cuối tháng 2 chuẩn bị vào tiết thanh minh mùng 3 tháng 3 tảo mộ thì chúc mọi gia đình luôn luôn làm ăn mùa màng bội thu may mắn. Ở trên Buôn Hồ này thì năm nay cũng đã mưa một ít rồi, vài trận rồi nhưng mà nơi khác vẫn chưa thì anh em cố gắng tưới tắm cho mùa màng nhá. Đây ở trên kia là ở xa kia là các anh chị cũng đã đến đây ngồi hóng mát ở bên kia chưa xuống.
Ở dưới kia cũng có này các bạn này. Càng lúc càng đông rồi. Hôm nay em được làm cái video này thì em xin lỗi tất cả anh chị và các bạn vì công việc của em hôm nay đến hơi muộn một tí. Hàng năm thì em 9 giờ em đến đây trước rồi, nhưng mà năm nay thì em công việc nó bận rộn vì công việc cá nhân một tí thì em đến đây hơi muộn, nhưng mà rất mong được anh chị thông cảm bỏ qua cho em nhé. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Em cũng chưa bao giờ thất hứa với tất cả anh chị về những cái dịp lễ hội, nhưng mà hôm nay em bị thất hứa một tí, mong mọi người hết sức thông cảm cho em. Mong anh chị bỏ qua cho em sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Đó là cuộc sống thì mình không biết sao. Mỗi dân tộc Việt Nam thì có hơn 54 dân tộc, nhưng mỗi dân tộc có một cái nếp sống văn hóa riêng, trang phục riêng, ẩm thực riêng, và nói chung là cái gì cũng khá là riêng biệt. Còn chỉ ngoài ra có cái chung là rất là nhiều người ở dân tộc Việt Nam là chung một cái đó là dân tộc Việt Nam. Mặc dù dân tộc thiểu số hay đi chăng nữa thì anh em luôn luôn một nhà. Còn anh em dân tộc Nùng thì có một cái phong cách thời trang, ẩm thực, rồi là lễ hội các thứ thì cũng khác biệt hoàn toàn. Mong mọi người xem, nếu mà người nào không hiểu thì cũng đừng có nghĩ ngợi nha, bỏ qua cho mình nha. Bởi vì là mình cũng không biết gì nhiều đâu, mình chỉ biết bởi vì mình sinh ra là dân tộc Nùng, nói chung học hành hiểu biết cũng không có cao lắm, mình biết đến đâu thì mình nói đến đó thôi. Rất mong được anh chị và các bạn xem video của mình, cũng là gọi là giải trí, mình không phải người chuyên nghiệp. Không mong mọi người đừng có suy nghĩ là làm những cái video không hay hay là gì đó là mình rất là buồn. Anh em mình mỗi người có một cái gia tộc riêng, Tày, Nùng hay là thậm chí là người gì nó cũng có một cái nếp văn hóa riêng. Rất mong được mọi người ủng hộ em nhé. Nếu mà lễ hội này anh tổ chức thành công thì hàng năm anh sẽ tổ chức rất là nhiều lễ hội thêm, chẳng hạn như là 27 tháng 3 và 12 tháng 8 em sẽ tổ chức ở những cái điểm khác. Khi nào em đăng lên anh chị đến tham dự lễ hội nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bây giờ em sẽ xuống quay hát xi cho mọi anh chị xem những câu hát xi Lạng Sơn đối đáp chia tay không muốn về, là những câu thường ngày của mình. Đây, bây giờ mình quay ở đây một máy nhá. Đây, mọi người vẫn còn đang đến đây các bạn này. Mình kế tiếp cái video về cái Thanh Minh nha các bạn nhé. Bây giờ nó cũng vào buổi trưa 3 giờ chiều, là khoảng 15 giờ chiều các bạn. Ở trên đỉnh đèo Hà Lan là lễ hội Thanh Minh ấy. Bây giờ thì anh em đến cũng càng lúc cũng càng đông đấy, giờ nó vẫn đến nữa. Cũng chỉ anh em Đắk Lắk đang đông nhiều thôi. Xin chào các bạn ơi, bây giờ gần 16 giờ chiều rồi. Quán bóng đèo Hà Lan, quần hồ Đắk Lắk, các bạn thấy quán bóng này không? Chào một cái đó. Chào khán giả một cái nào. Quá tuyệt vời đúng không các bạn? Mấy chị đến đây ngồi
hai bên võng đều 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 luôn này. Đều hai bên võng luôn. Đấy, cảnh này quá tuyệt vời. Khi nào cũng một cái điện thoại, khi nào cũng uống nước. Đó, cuộc sống là vui là chính. Đi hội lâu lâu đi hội có ngày chơi vui tuyệt vời luôn các bạn. Bây giờ là gần 16 giờ chiều nha các bạn nhé, 15:45 này. Đó. Hội thì cũng chưa tan đâu, anh em bên đây cũng đang giao lưu tâm sự. Lễ hội Thanh Minh Đèo Hòa Lan Buôn Hồ Đắk Lắk 2024, hàng năm cứ vào Thanh Minh thì anh em đến đây tham dự lễ hội nhé. Hôm nay thì thanh niên trẻ thì cũng không có nhiều lắm, thì anh chị đến giao lưu nhiều hơn. Cho nên là anh em thanh niên, anh em không cùng đồng đến đây lễ hội Thanh Minh thì cũng vào cái dịp tảo mộ nữa, thì lâu lâu được cái ngày nghỉ thì anh em đến giao lưu, người hát si, người đến đây giao lưu tâm sự, gặp gỡ, hỏi thăm sức khỏe, tâm sự những cái lúc mà thời nay thì có cái hiện đại hơn là có chiếc điện thoại smartphone, nhiều lúc gọi điện nghe nói chuyện. Bây giờ hôm nay thì gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cái này cũng là tuyệt vời. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để quay hát si tiếp nhá. Làm tí video về cảnh đẹp Hà Lan đấy nhá, lễ hội Thanh Minh nhá. Cũng trời nó được 16 giờ rồi nhưng mà cũng hơi nắng nắng một tí, nhưng mà vẫn còn ok, vẫn còn đẹp. Rồi đông đông người vào để quay để làm kỷ niệm nhá. Đâu đó người về quay làm kỷ niệm nhá. Quá đẹp. Máy này cũng chưa được đẹp cho lắm các bạn ạ. Nếu mà dùng bằng máy ảnh thì là đẹp hơn nữa. Đây này, kiểu này mới đẹp này. À, 16 giờ, hơn 16 giờ 30 các bạn ạ. Lễ hội Thanh Minh Đèo Hòa Lan Buôn Hồ Đắk Lắk 2024. Các chị đang chụp hình ở đây. Mấy chị đang tạo kiểu hình độc lạ Tây Nguyên, độc lạ trang phục dân tộc Nùng để biểu diễn thời trang không biết thời trang gì nhỉ. Kiểu này thì ở trên truyền hình không có. Thời trang người Nùng là chụp hình lưu niệm vậy thôi, mình cũng không biết thời trang gì. Tây Nguyên năm nay ở khu này được 20 trận nắng và 2 trận mưa đấy các bạn ạ. Cỏ bây giờ bắt đầu xanh dần dần rồi nhá. Chuẩn bị đứng mùa cà phê ở khu vực Tây Nguyên là năm nay ạ. Đấy là cuộc sống không biết là ngày mai như thế nào, nhưng mà lâu lâu có một ngày hội vui thì mình cứ đi cứ chơi đi, lâu lâu có một ngày thôi cứ đi chơi thoải mái, đúng không ạ? Đừng có suy nghĩ nhiều, ngày mai hết, hôm nay hết hội, hôm nay ngày mai mình lại đi làm công việc của mình. Mình sẽ review một gần gần một xíu như vậy nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.
Đây, quốc lộ 14 đèo Hòa Lan đây. Mọi người nhá. Đổi thông đèo Hòa Lan Buôn Hồ Đắk Lắk đây. Này, chụp thế này mới được hết à? Chụp thế nào? Làm thế nào mới được hết? Như chị đi xa vào. Không được hết đâu. Đi xa tí nữa. Ủa, ngồi đây chăn con, chụp hình của nó. Đây, cô bánh chụp tiếp này cả. Đây, đất phải bay à, chắc là để chắc chắn. Đây, con chụp đây, chụp chào nhạc. Chị à, chị phát chụp tiếp ra, chị chụp này nó. Một cái nét đẹp văn hóa của trang phục dân tộc Nùng tại lễ hội Thanh Minh đèo Hòa Lan cuối tháng 2 2024. Đấy, và toàn những nét đẹp văn hóa trang phục truyền thống dân tộc Nùng Lạng Sơn tại Đắk Lắk, Đắk Nông. Trang phục đặc sắc màu hồng, đỏ, xanh các thứ đầy đủ hết các bạn nha. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Mình review một tí như vậy thôi. Mình sẽ đi quay video HC tiếp nha.